Tin và Sống xin kính chào quý vị. Mời quý vị cùng nghe bài đọc Đức Tin với tựa đề Tình yêu và sứ mạng. Trước đây có câu chuyện nói về việc có người làm một chuồng chiên máng cỏ mạ vàng để trang trí cho mùa Giáng sinh, và người ta phải tốn hết 1/4 triệu đô la Mỹ để thực hiện, cũng như những món quà Giáng sinh trao đổi nhau quá phung phí như những chiếc xe mới toanh, bóng láng. Câu chuyện khác nói về một người được tặng quà Giáng sinh là một chiếc tàu ngầm cá nhân. Không biết tại sao lại có người cần đến một chiếc tàu ngầm riêng cho mình chứ? Trải qua 20 thế kỷ, rất dễ để chúng ta đánh mất yếu tố thực tế nguyên thủy trong câu chuyện Giáng sinh. Quý vị hãy thử nghĩ đến câu chuyện Giáng sinh nguyên thủy xem. Đây là một đôi thiếu niên nam nữ đã buộc phải thành hôn với nhau hầu như một cách vội vã. 9 tháng sau đó, đúng ra thì ít hơn, họ đang ở bên ngoài một khách sạn, thì cô gái chuyển bụng và sinh ra một bé trai trong chuồng chiên, không hề có các vòng hào quang trên đầu, không có sự sạch sẽ, không có ca đoàn thiên sứ đứng vây xung quanh họ, không có quà Giáng sinh ngay tại thời điểm rất hữu lý và thích hợp ấy. Thực ra thì tôi nghĩ rằng hai người lúng túng nhất trên mặt đất này là đôi vợ chồng trẻ đang đứng nhìn lần đầu tiên Thượng Đế trong xác thịt. Ngày nay, khi nghĩ đến Giáng sinh, người ta có ngay hình ảnh hài nhi Giê-xu với vòng hào quang trên đầu, đang nằm mỉm cười trong máng cỏ. Bên cạnh đó có ông Giô-sép và bà Ma-ri, cả hai cũng đều có hào quang trên đầu. Rồi những con chiên, các gã mục đồng, có khi cộng thêm luôn cả bà bác sĩ. Có họa sĩ đã cho hào quang trên đỉnh đầu của tất cả các nhân vật ấy. Nhưng trên thực tế thì không ai có hào quang trên đầu hết, kể cả hài nhi Giê-xu. Mọi người đều rất bình thường như tất cả mọi người Do Thái bình thường thời đó. Riêng đối với ông Giô-sép thì ngày nay mọi người đều xem ông là một vị thánh. Ngày nay thì Giô-sép chiếm một chỗ thật cao trong sự ngưỡng phục của con người, và quả thực ông xứng đáng như thế. Nhưng chắc chắn không phải tại thời điểm của câu chuyện Giáng sinh bắt đầu. Trong mùa Giáng sinh năm nay, quý vị hãy bỏ ra khỏi tâm trí mình những quan niệm hay hình ảnh quá cao mà chúng ta từng có về ông Giô-sép, và đặt mình vào chỗ của Giô-sép trong vị thế của một thanh niên 17-18 tuổi sống tại một làng quê, một địa danh bị nhiều người mỉa mai, làm nghề thợ mộc bình thường, đặc biệt là đang yêu và đang hứa hôn với người mình yêu. Mọi sự rất bình thường và thực tế. Điểm nổi bật duy nhất của Giô-sép lúc đó là đang yêu và được yêu. Hy vọng chúng ta có thể hiểu thấu được sự tranh chiến nội tâm của Giô-sép như thế nào, nhất là khi phải chọn giữa tình yêu và sứ mạng. Trên thực tế, Giô-sép lúc đó chỉ là một phàm nhân như mọi người, chứ không phải thánh nhân. Và bối cảnh, văn hóa, tư tưởng, cách sống của Giô-sép cách chúng ta đến 20 thế kỷ, cho nên có rất nhiều điều khác biệt mà ngày nay chúng ta khó mà thấu đáo được. Ông Jim Bishop trong tác phẩm tựa đề Ngày Chúa Cứu Thế Sinh Ra viết về bối cảnh xã hội thời đó như sau. Mary được sinh ra và lớn lên ở Nazareth, đứa con trong một gia đình trung bình. Cô chơi đùa ngoài đường giống như những đứa trẻ khác đã làm, và Mary đầu phục sự dạy dỗ của cha mẹ.
Joseph đã quen biết Marie trước, mặc dù cậu lớn hơn cô 4 tuổi. Tất cả các nhà ở Nazareth đều quen biết nhau bởi vì đó là một ngôi làng nhỏ. Khi Marie đến sinh nhật thứ 13, thì phong tục cho phép được hỏi cưới cô làm vợ nếu ai đó muốn. Trước hết, Joseph xin phép cha mẹ xem cậu có thể cưới Marie không. Lúc đó cậu được 17 tuổi, một người đang học nghề tại xưởng mộc của người hàng xóm. Hơn một năm sau, cậu có xưởng mộc riêng của mình. Lúc đó người ta cho rằng một cô gái Do Thái 17 tuổi có đầu óc biết suy nghĩ là một người lớn có trách nhiệm. Cha mẹ của Joseph thảo luận vấn đề hôn nhân và khi thời điểm đến đã đưa lễ vật đến cho cha mẹ của Marie. Toàn bộ hàng xóm đều đã biết trước những gì đang thảo luận và từ cửa nhà này sang cửa nhà khác. Các bà đã bàn tán về điều này đang khi quét dọn trước cửa nhà mình. Đúng ra thì Marie không được cho biết chuyện này, nhưng thực tế thì sự hiểu biết về chuyện ấy đã loan truyền ra và cha mẹ cô biết được ý muốn của con gái mình. Joseph nghĩ nó vẫn còn trong vòng bí mật, nhưng cậu đã kinh ngạc và mắc cỡ khi khám phá ra người chủ xưởng mộc và những người làm chung đã biết rõ ý muốn của cậu. Cả đôi bên cha mẹ gặp gỡ và thảo luận cách chính thức. Một phần trong buổi lễ giáp lời ấy là việc bàn về của hồi môn. Nhưng người của Marie không có gì cả. Hoàn cảnh kinh tế của họ cũng không khá hơn hoàn cảnh của Joseph. Chỉ sống theo câu châm ngôn, miễn người đàn ông trong gia đình còn khỏe mạnh, thì họ sẽ không bị đói. Khi hai bên cha mẹ đồng ý nhau, thì lễ Kiddushin diễn ra. Kiddushin là một từ Hebrew phát xuất từ động từ Kodesh, có nghĩa là được biệt riêng ra hay được thánh hóa. Ngày nay chúng ta gọi là hứa hôn, họ gọi là Kiddushin, hay dịch ra tiếng Việt chúng ta là hứa gả. Đây là một sự đính hôn chính thức và được buộc chặt hơn bất cứ lễ nào khác. Người Kiddushin cuối cùng sẽ thành hôn với nhau. Một khi bản hợp đồng hôn nhân đã được đồng ý, mặc dù lễ cưới chưa diễn ra, thì chú rể tương lai không thể hủy bỏ sự đính ước của mình, ngoại trừ xuyên qua tiến trình ly dị. Nếu Joseph qua đời trong khoảng thời gian giữa Kiddushin và lễ cưới, thì Marie trở nên một quả phụ chính thức. Cũng trong thời kỳ ấy, nếu có một người đàn ông khác gần gũi với Marie, thì cô bị xử phạt như một người phạm tội tà dâm. Theo phong tục, thời gian chờ đợi được sử dụng để xây dựng ngôi nhà nhỏ và sắm sửa vật dụng trong nhà. Lễ cưới hầu như sẽ được hạ giảm cực điểm. Phần chính trong lễ cưới là sự hoan nghênh trọng thể của chú rể trước cô dâu tại cửa nhà mới của mình. Sự hứa hôn của chúng ta ngày nay không có sự buộc chặt. Nhưng trong thời đó, khi hai người đính hôn với nhau, họ thường được gọi là vợ chồng. Cho nên quý vị sẽ tìm thấy danh từ chồng được sử dụng để chỉ Joseph, mặc dù lễ cưới chưa diễn ra. Cho nên việc đính hôn thời đó được buộc chặt chẽ với nhau. Một văn kiện chính thức sẽ được thiết lập. Tên của họ sẽ được dán trên chỗ mà ngày nay chúng ta gọi là bản thông cáo trong phòng tiếp tân của nhà hội, để mọi người có thể biết rằng Joseph và Marie đã hứa hôn với nhau. Và thường thì thời gian này kéo dài một năm, đang khi họ tìm nhà, xây dựng hoặc mua sắm các vật dụng trang trí nội thất, và sau đó họ thành hôn với nhau. Tuy nhiên,
có một việc đã khiến mọi kế hoạch hầu như sụp đổ, đang khi ở trong thời kỳ hứa hôn này của Joseph và Mary. Phúc âm Matthew đoạn 1 câu 18 mô tả với một cụm từ chỉ 4 chữ: người, tức là Mary, đã chịu thai. Nazareth là một cộng đồng nhỏ, thực sự chỉ một nhóm hàng xóm với nhau thôi. Nếu quý vị lớn lên trong một thị trấn nhỏ, thì quý vị sẽ biết xì căng đan lan nhanh như thế nào, và không có điều gì được lan nhanh như những bí mật về quan hệ tình dục. Chắc chắn rằng những người hàng xóm đã phải thì thầm về thông tin này. Joseph hoàn toàn không biết gì hết về chuyện này. Tôi có thể hình dung ra Joseph đang ở trong cảm xúc hỗn độn của sự bối rối, nghi ngờ và tức giận. Cho nên Thánh Kinh cho biết, Joseph chồng người là người có nghĩa, chẳng muốn cho người mang xấu, bèn toan đem để nhẹm. Ông Bishop nói rằng, không thể nào đọc thấu được sự đau khổ sâu xa bên trong. Joseph nhìn Mary cách mềm mại, và cô không có một lời giải thích. Cô quay mặt nhìn chỗ khác, và ước gì cô có thể nói hết mọi sự. Đứa trẻ sẽ cần đến một người cha nuôi. Còn ai tốt hơn người mà cô đang yêu? Người mềm mại, dịu dàng, kiên nhẫn và tinh kính như Joseph chứ? Ý tưởng xuyên qua tâm trí cô rằng anh là người đã được chọn cho vai trò này vì những nguyên do này. Anh sẽ trở nên người đỡ đầu lý tưởng cho hài nhi. Nếu thế, thì tại sao anh đã không được cho biết trước? Tại sao làm cho hai trái tim trẻ bị sai khớp nhau với thảm kịch này, trong khi sự thật lại sáng sủa và ấm áp như ánh nắng mặt trời? Trên đầu lưỡi của mình, Mary đang có bí mật vĩ đại nhất trong toàn bộ lịch sử. Nhưng cô không thể cất tiếng lên, dường như lưỡi bị lẹo lại vậy. Joseph đã rời khỏi cô để suy nghĩ. Nếu đem ra ánh sáng việc này, thì Mary chắc chắn sẽ bị xử tử theo luật pháp Môi-se. Vả lại, Joseph cũng không muốn làm nhục gia đình Mary. Những người này rất tốt đối với chàng. Joseph không thể để họ bị liên lụy vì chuyện mang thai của Mary. Và nếu như thế, Joseph không thể đem chuyện này ra ánh sáng được. Nhưng nín lặng để chấp nhận nuôi con người khác, Joseph không đủ can đảm. Vả lại, nếu một mai sự việc đổ bể, Joseph cũng bị tội lây vì đã lấy một người có chữa hoang, phạm tội tà dâm. Chỉ còn cách tốt nhất là Joseph sẽ giao cho nàng một tờ từ hôn cách kín đáo, chỉ hai người biết mà thôi. Theo luật pháp, điều này có thể chấp nhận được. Joseph thấy chỉ còn có giải pháp đó là tạm ổn thỏa hơn hết. Joseph không thể ngủ được trong đêm đó. Anh bị trằn trọc suốt đêm. Và trong giữa đêm khuya, trong tâm trạng như thế, quý vị rất dễ có những giấc mộng. Nhưng giấc mộng này của Joseph đến từ Chúa. Câu 20. Song đang ngẫm nghĩ về việc ấy, thì thiên sứ của Chúa hiện đến cùng Joseph trong giấc chiêm bao mà phán rằng: hỡi Joseph, con cháu David, ngươi chớ ngại lấy Mary làm vợ, vì con mà người chịu thai đó là bởi Đức Thánh Linh. Từ ngữ chớ ngại trong bản Anh ngữ là don't be afraid. Nguyên văn Hy Lạp là đừng sợ. Joseph đang sợ gì? Như tôi đã nói ở trên, theo luật Môi-se, lấy một người phạm tội tà dâm là bị mang tội lây. Có lẽ Joseph sợ điều đó. Cũng có ý kiến khác cho rằng, bởi vì Mary đã nói cho Joseph biết con mà nàng mang thai là con Đức Chúa Trời, nên Joseph sợ phải đụng chạm
đến người thánh của Chúa, sợ mình không đủ thánh thiện để nuôi dưỡng con Thượng Đế, đấng cứu tình của nhân loại. Cũng có thể Joseph sợ tiếng tăm, sợ sỉ nhục cho gia đình. Cưới một người vợ không còn trong trắng là làm nhục gia phong. Sợ bạn bè biết được sẽ chê cười Joseph là người khờ khạo, dại dột, đi lấy một người đã có chữa hoang. Nói chung, tất cả những điều trên là nguyên do chính đáng khiến Joseph sợ. Khi theo Chúa, chúng ta lắm khi cũng lâm vào cảnh sợ sệt như Joseph vậy. Sợ người ta cười chê mình theo Chúa, sợ miệng đời chế nhạo là cuồng tín, là dại dột vì phải hy sinh hết mọi thú vui trần gian để theo Chúa. Cảm ơn Chúa, lời Ngài cũng yên ủi cho chính chúng ta. Đừng sợ. Joseph được Chúa hướng dẫn trong vấn đề hôn nhân. Điều ông đang lo là làm sao giải quyết được vấn đề hôn nhân của mình. Cưới hay không cưới? Thiên sứ đến để giúp Joseph giải quyết khúc mắc đó. Đây là một vấn đề hết sức quan trọng. Quyết định này liên hệ đến cả cuộc đời. Nếu không được sự hướng dẫn của Chúa, làm một quyết định sai lầm, cả cuộc đời sẽ ân hận. Thiên sứ xác định cho Joseph rằng con mà Marie đang mang thai là bởi Đức Thánh Linh, một vấn đề siêu nhiên được thực hiện bằng quyền phép của Thánh Linh. Thiên sứ còn cho biết Marie sẽ sanh một con trai và bảo Joseph phải đặt tên là Giê-xu. Joseph lại phải đối diện với một vấn đề khó khăn khác. Việc đặt tên con của người Do Thái rất quan trọng, nhất là con trai. Cái tên phải có ý nghĩa và thường liên quan đến những sự kiện chung quanh, hoặc phải xuất phát từ hoài bão của cha mẹ, của gia đình trên đứa bé đó. Giống như người Việt chúng ta, cái tên rất quan trọng. Thiên sứ bảo Joseph phải đặt tên con trẻ là Giê-xu, nghĩa là Đức Giê-hô-va là đấng cứu chuộc tôi. Có thể nói đây là một tên lạ. Làm sao Joseph có thể giải thích với họ hàng khi đặt tên con như vậy? Joseph phải chấp nhận bằng đức tin và sự hy sinh. Joseph không thể hiểu hết mọi việc, nhưng khi thức giấc, ông tin lời thiên sứ nói, tin rằng hài nhi đang được hoài thai trong bụng Mary là từ Chúa Thánh Linh. Joseph thức dậy thì làm y như lời thiên sứ của Chúa đã dặn. Đó là một bước của đức tin mà đem vợ về với mình. Vì vậy, họ đã đến trước bàn thờ trong nhà hội. Mary đang có thai 3 tháng và họ thành hôn với nhau. Việc cưới Mary là một sự kêu gọi. Nó đòi hỏi một hành động đức tin của Joseph. Ông đã hoàn thành tình yêu lẫn sứ mạng.